nay cũng mấy chục năm rồi, từ năm mà đi bộ đội xuất ngũ về từ năm 89 tới giờ, mà ở tới giờ mà không bao giờ thấy ngập. Mà hiện nay tự nhiên mà mưa cũng không ngập nữa, mà tự nhiên không biết nay nước ở đâu mà tràn về, ngập quá trời luôn, làm trở tay không kịp, nghĩa là đã ăn cơm bỏ cơm luôn. Đó, ra là mình đắp cũng không kịp, bà con chồng sớm mà người ta chạy tới người ta cứu cũng không kịp, thì không nghĩ là nước nó ngập như vậy. Nghĩa là chú sống cái vùng này á là 50 mấy năm rồi. Thì nước ngập á, trường hợp là rằm mùng 1 hoặc 30 mùng 1 hàng tháng á, âm lịch thì nước lên cao. Có trường hợp thì mưa hôm nay mưa cũng nhiều đâu có trường hợp này đâu. Quá bất ngờ luôn, lên ào 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 không tới tay kịp.